Ok, thực ra mọi người đọc cái chủ đề ngày hôm nay nó cũng kỳ cục đúng không? Tự nhiên cái chủ đề là hai trong một. Thì thực ra là khi Nguyễn nghĩ ra cái chủ đề này á, nó có một cái lời gợi ý, tức là sao? Bản thân hôm nay khi Nguyễn chia sẻ với mọi người, nó là ngày đầu năm. Khi Nguyễn không có muốn nó nặng nề, được không ạ? Và khi Nguyễn không có muốn nó gọi là nó phải quá ư về mặt triết lý, mà hôm nay khi Nguyễn sẽ chia sẻ nó như là một dạng gợi ý, được không ạ? Một cái gợi ý hữu ích thôi. Tức là trong mỗi việc chúng ta làm thì chúng ta có một cái lời gợi ý thông qua cái ảnh dụ của câu chuyện hai trong một như này. Tức là như thế này nè, khi mà khi Nguyễn đi, đi 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 vô siêu thị, được không? Đi vô siêu thị thì khi Nguyễn mới ghé qua một cái quầy, không biết làm sao đó, tự nhiên cái đi xong rồi nghĩ tới SE, xong rồi nghĩ tới thầy Thái, được không ạ? Sao tự nhiên cái không biết làm sao đi làm sao đó, vô ngay cái quầy của dầu gội đầu. Không biết làm sao á, tự nhiên cái đi xong rồi nó dẫn lối thì sao á, tự nhiên vô nghe cái quầy chồng cái dầu gội, đúng không ạ? Dầu gội thì mọi người biết rồi đúng không, ở trong cái quầy gội đầu của nam á, nó luôn luôn nó có cái chai, nó gọi là chai sữa tắm dành cho nam. Cái chai thứ hai nó có cái chai gì, nó có cái chai là gì, dầu gội dành cho nam, được không ạ? Đấy, nên là mọi người hiểu ý kêu Nguyễn chưa? Thế bây giờ mua dầu gội hay là mua giờ sữa tắm đây? Nếu mà giả sử mà mua cho thầy Thái thì mua dầu gội hay mua sữa tắm đây? Mua dầu gội á thì nó khịa quá, đúng không? Nó dã man quá, tức là mình vô mình khịa thẳng mặt luôn, đúng chưa? Đúng không? Mà mình mua sữa tắm không á thì giống như là một cách nào đó nó vẫn có tính chất là thấu hiểu, nhưng mà thấu hiểu quá đáng là mua chỉ tặng tay sữa tắm thôi, người ta vẫn hiểu này nha. Thì nếu như mọi người để ý là luôn luôn có một cái chai á nó ghi là hai trong một, được không? Dầu cả tắm lẫn gội đều dùng được, được không? Mua cái chai này thế là mình khỏi cần kệ, cứ mua cái chai này về có ai đó muốn dùng sao thì dùng, tự nhiên chúng ta thoát ra khỏi cái tư duy của cái sự khổ đau của cái việc lựa chọn, được không? Thầm chứ đúng không, mình phải suy nghĩ cho người khác chứ. Hồi nãy thì Thái nói win-win situation mà, mình phải suy nghĩ cho người khác, khi mình mua mình phải suy nghĩ coi là cái này nó có dã man với người ta hay không, đúng không? Đúng không? Mình mua chai dầu gội đầu tức là mình thẳng thắn, mình sỉ nhục người ta một cách rõ ràng và đầy chi tiết, được không các bạn? Còn mình mua cái chai sữa tắm á, là mình đồng cảm thôi nhưng mình không thấu cảm, tức là mình đồng cảm là ghê thôi nhưng mình chưa thấu cảm, được không ạ? Nên tốt nhất nó có sự lựa chọn thứ ba, đúng không? Nên cái chủ đề hai trong một này á, nó không phải á, là một cái cách mà khi Nguyễn chia sẻ với mọi người là phải mua cái gì nó cũng hai trong một, mà đơn giản nó giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái tư duy của cái sự lựa chọn một trong hai. Nó ngược lại của hai trong một, đó chính là một cái tư duy mà bệnh vô cùng đau khổ, đó chính là một trong hai, đúng không? Bạn có để ý trong cuộc đời của chúng ta rất dễ dính vào cái tư duy một trong hai không? Hay người ta gọi là tư duy cực đoan á, hay còn gọi đó là một cái phải trái đúng sai á. Chúng ta rất dễ bị dính vào cái đó, được không? Mà các bạn dính vào cái nào cái á, cứ dính vào cực đoan phía phía còn lại đó là. Khi Nguyễn lấy ví dụ luôn cho tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy luôn, là cho cái chai gầu đầu đó, đúng không các bạn? Nên thậm chí các bạn có cái chai ba trong một nữa cơ, là vì sau này người ta thiết kế cái chai dầu gội đầu đó, nó có một cái đường, nó có một cái cây lia xuống, được không ạ? Đó là cái lược để dành cho người ta chải đầu, được không? Thì cái chai đó khi mình không có mua, chai đó mua thì nó hơi ghê tí, được không các bạn? Này nó lại xỉn mệt quá không hay, được không các bạn? Ok, thì cái này là khi mình chỉ muốn chia sẻ mọi người để mọi người hiểu thêm về cái cách là trong hai cái sự lựa chọn đó, người ta thường nói nếu như bạn có một sự lựa chọn thì đó người ta gọi là con đường độc đạo. Các bạn sẽ phải đi cái con đường này, nó đau khổ lắm các bạn.
Nó đau khổ lắm. Vì sao? Vì chúng ta phải làm một thứ gì đó mà bản thân chúng ta không muốn, được không? Nhưng mà chúng ta hay làm cho mình mà cũng hay làm cho người khác. Con là phải có một cách này thôi. Em là phải học một cái nghề này thôi. Cái nghề này là phải làm thôi. A, B, C, D. Tức là nó tạo ra một cái xung đột của những cái nên. Trong não của mình, các bạn dễ bị xung đột lắm. Tức là xung đột bởi một cái bệnh tâm lý người ta gọi là xung đột của những cái phải và xung đột của những cái nên. Được không các bạn? Đấy. Nha. Mình lúc nào mình cũng dính vô cái sự lựa chọn này hết. Mình đau khổ quá đi. Đó là một sự lựa chọn. Xong người ta nói là ô vậy có hai sự lựa chọn thì nó có tốt không? Nó có hai sự lựa chọn thì nó có tốt không? Nó cũng không tốt, là vì hai sự lựa chọn nó dễ đưa bạn vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng không? Nó giống như hồi nãy khi Nguyễn Thế ngồi suy nghĩ đó, mua chai dầu gội đầu thì nó khịa quá. Mà mua chai sữa tắm không á, thì nó dã man. Được không các bạn? Để rồi nếu như xuất hiện một sự lựa chọn thứ ba nó bao quát hơn thì vô tình chúng ta thoát ra khỏi cái tư duy này, mà thường cái sự lựa chọn thứ ba này nó hướng tới sự cân bằng. Ok chưa? Tới đây mọi người hiểu hiểu gợi ý của Kim Nguyễn chưa? Vậy thì rõ ràng mình có nhiều sự lựa chọn ở đó lắm, không nhất thiết. Nè, bây giờ mình mở rộng tư duy ha, mình mở rộng tư duy này. Thứ nhất, khi mình đứng ở cái sự lựa chọn giữa một chai dầu gội đầu, đúng không? Và một chai sữa tắm, rõ ràng mình có cái quyền đi mua một cái chai hai trong một, đúng không? Là mọi người đã thấy cái đó rồi. Được chưa? Khỏi né đằng nào hết. Nhưng chúng ta vẫn có một sự lựa chọn khác. Ủa, quầy đối diện nó có bán kem cạo râu đó. Đúng không? Ông cạo đầu nhưng mà ông phải cạo râu chứ. Râu nó ra thường xuyên mà. Đúng không? Mà mức độ cạo râu thì nó nhiều hơn. Đúng không? Mua cái dao cạo hợp lý ạ. Được không? Cạo râu cũng được. Cạo đầu cũng được. Không sao hết. Được không các bạn? Đó là nhìn rộng ra. Mình có một sự lựa chọn khác. Kể cả không phải mua cái chai hai trong một. Đúng không? Rồi bây giờ mình chơi theo kiểu giàu có nè. Đúng không? Mình ôm cả hai chai nó về luôn. Được không ạ? À? Mình ôm cái hai chai đó về luôn. Tức là sao? Tức là ôm cái chai sữa tắm mà cả thầy lẫn vợ thầy đều xài được. À, vậy thì cái này mình không dính chưởng. Đúng không? Tức là mình đâu có target mình thầy đâu, không. Cái này em tặng vợ thầy. Để cho thầy dùng ké thì được thôi. Người ta gọi là bí mật của xài đô đó. Ừ, biết tụi ông cũng xài đó. Đúng không các bạn? Đúng chưa? Vậy thì các bạn có thấy cái khả năng nhìn sâu và nhìn rộng mình, nên là trong cái phong cách tặng quà mấy bữa khi Nguyễn đi chung, cách đây ngày hôm qua khi Nguyễn đi lên xe với thầy Công Thái, tức là đi xin lỗi lên xe, xong rồi khi Nguyễn đi rước ha, khi Nguyễn đi rước cô Thảo này, sau khi Nguyễn chạy qua chơi 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 máu mà các bạn, trời ơi, tất cả đều có ý đồ hết trơn đó, được không các bạn? Khi Nguyễn biết là cuối năm khi Nguyễn cưới, hoặc là sắp tới thì tôi phải suy nghĩ tới cái việc là lựa chọn những cái việc là có vợ hay là có bồ, thì cách tốt nhất là biến vợ biến bồ thành vợ, được chưa? Và về và lấy như vợ nhưng mà coi cổ như bồ, được chưa? Mình suy nghĩ tới đó, cái mình phải tìm cách làm sao để mình đi qua nhà thầy Thái, mình đi một mình không á thì nó không hay, được chưa? Mình chạy qua nhà cô Thảo, cô Thu Thảo á, cô tổng lý Thu Thảo á. Tại vì khi Nguyễn có nghe thầy Thái nói một lần đó, là cô Thảo làm về cái ngành du lịch, mọi người hiểu không? Hiểu không? Mà du lịch năm nay là mở cửa rồi, cỡ nào người ta cũng tìm, người ta cũng mở cửa rồi, được không các bạn? Đấy, thì mình chạy qua mình chở cô Thảo để mình ngồi mình tính đường. Nếu mình chở cô Thảo thì mai mốt mình xin visa gì nó cũng dễ hơn, mà còn được cái tiếng là dễ thương nữa. Đúng chưa? Đúng không? Đúng chưa? Thế là đi xong cái chở cô Thảo đi qua bên cái chuyến xe đó là thấy ngon cơ rồi, ngon. Được không các bạn? Ngon. Nha. Là lần sau đi châu Âu là không sợ nữa. Coi cô Thảo ơi, giúp em vé đi. Được không các bạn? Đi châu Âu. Hay là đi nước nào nó không khó. À, nhưng mà chưa đủ. Mình phải qua mình chở thêm Hà Trương vào.
đúng không, chở thêm anh Trương rồi để em chở anh qua chứ anh đi lại khó khăn để em chở qua đúng không, mà mình chở thêm anh Trương chắc chắn mai mốt đám cưới có người hát đám cưới rồi không lo, có người đạo diễn chương trình âm nhạc rồi không lo nữa, mình qua tại vì anh Trương thì anh khó khăn nhưng mà anh giỏi cái đó đúng không, mình chơi hai trong một được chưa, xe mình dư chỗ mà. Alright. Lần này ông tốn xăng mà. Nhưng mà chưa xong các bạn, chưa xong, chưa. Kế bên nhà thầy Trương có cô Quyên. Cô luật sư Quyên á. Được không các bạn? Qua chở thêm cô Quyên nữa, thế là mình lại có luật sư. Ngon. Mọi người thấy kinh không? Mình thấy sự lựa chọn không? Được chưa? Ủa, việc gì mình phải lên mình đúng không các bạn, đấy là chở qua nhà thì phải, nhưng mà khi Nguyễn biết là những người ngồi trên xe đó đều là những người cực kỳ thông minh, ai nấy cũng cầm quà qua cho thầy Thái, khi Nguyễn thì nói vậy thôi chứ khi Nguyễn không có tặng cho thầy Thái lộ liễu giả man vậy, khi Nguyễn tặng trước rồi, nhưng mà khi Nguyễn biết là những người ngồi trên xe đó rất thông minh vì qua không cầm quà tặng cho thầy Thái, vì sao, vì hai tổng đích của chúng ta cực kỳ thông minh, đặc biệt là cô Quyên được không, cô Quyên là cực kỳ thông minh, vì sao, vì cô Quyên cổ là phụ nữ đã có chồng mà cổ tặng quà cho một ông chồng cũng không hay được không các bạn, tặng quà cho cô vợ, thấy lựa chọn hai trong một chưa, gần đâu, thế mọi người ơi, thấy tặng cho cái cô vợ rõ ràng là một sự lựa chọn thông minh đúng không, đúng không các bạn, nên là khi Nguyễn chỉ muốn chia sẻ với mọi người một rằng một điều là trong bất kỳ một việc nào chúng ta làm á, chúng ta có thể làm gọi là một mũi tên mà trúng hai con nhạn, được chưa, nên đừng có hỏi với Kim Nguyễn cái câu là bây giờ em học xong rồi hành, mày hành xong rồi học, mày có cách gì vừa học vừa hành không, đúng không, y như SE này cũng vậy này, có cách gì mà bây giờ học rồi kiếm tiền hay kiếm tiền phải học, nhưng rõ ràng các bạn có một cách vừa kiếm tiền vừa học mà. Alright. Các bạn có để ý chưa? Thế là đỡ phải đau khổ thấy không? Nó nhọc công có một lần thôi mà đỡ đau khổ. Được chưa các bạn? Nên là bất kỳ chúng ta việc gì chúng ta làm á, chúng ta cũng phải để ý là liệu chúng ta có đang chơi pha cà phê 3 trong 1 hay 2 trong 1 hay không, và đừng có lựa chọn con đường độc đạo. Được không các bạn, cũng y như là khi Nguyễn nghe dính một cái chuyện như sau là các bạn để ý này, một thời gian rất dài mà cho tới bây giờ vẫn có những tư duy cực đoan tồn tại, ví dụ tiềm thức là đầy sức mạnh và người ta focus tất cả mọi cái gì đó đều nhảy vào cái chuyện là tác động vào tiềm thức, nhưng để khi Nguyễn chia sẻ với các bạn một điều, tiềm thức nó là vô dụng, nếu như đối với loài người chúng ta tiềm thức nó là vô dụng nếu như nó không có xuất hiện của ý thức, và ý thức sẽ vô cùng yếu đuối nếu như không có sự xuất hiện của tiềm thức, nên cái bí mật nó nằm ở cái chỗ là rất nhiều người dạy là hãy tập trung vào tiềm thức, thì Nguyễn không cho điều đó là đúng không, mà cái quan trọng nhất là sự hòa hợp giữa ý thức và tiềm thức. Right, các bạn để ý nè. Thực chất nó giống như cái việc chúng ta dậy sớm vào 4 giờ rưỡi. Đúng không các bạn? Nó phải xuất phát từ ý thức chưa? Còn tiềm thức làm gì mà nó biết được là 4 rưỡi sáng sẽ có cái làm cái gì đúng không các bạn? Nên rất nhiều người vẫn thức dậy vào 4 rưỡi sáng, thậm chí thức sớm hơn 4 rưỡi sáng, nhưng thức dậy chả biết để làm gì cả. Hoặc thức dậy để làm một thứ gì đó mà không tạo ra kết quả lớn. Nhưng mà phải có sự kết hợp giữa ý thức, người ta dậy sớm để làm cái gì? Ví dụ chúng ta dậy sớm để học, chúng ta dậy sớm để tiếp quản vào trong đầu những thứ nó tích cực trong vòng một ngày, thì lúc này tiềm thức nó hỗ trợ bạn và bạn tác động vào tiềm thức là vì ý thức có định hướng cho các bạn học, được không các bạn, vậy chúng ta có sự lựa chọn thứ ba
là không nhất thiết lúc nào cũng phải tập trung vào ý thức, không nhất thiết lúc nào tập trung vào tiềm thức, mà cái bí mật nó nằm ở chỗ là làm sao hòa hợp hai thằng đó cơ. Được chưa? Và NLP nó không phải là nó dạy vào tiềm thức đâu các bạn. Nhiều người cứ hiểu, cứ ngồi chia sẻ là NLP vào tiềm thức, không có đâu. Đây là NLP trainer. NLP trainer chỉ có đúng, chỉ có một cái tiền đề rất là quan trọng nè. Cả các chuỗi hành động nhằm để gia tăng nhất thể hòa hợp hai trong một đó. Bên trong là gì? Ý thức và tiềm thức. Được không các bạn? Các bạn muốn có tiền, các bạn phải biết có tiền để làm gì. Muốn có tiền, đặt mục tiêu có tiền chỉ là ý thức thôi. Nhưng các bạn cần biết tiền nó làm gì để nó có động lực cho các bạn. Thì thằng động lực và tiềm thức, hai thằng này nó phải kết hợp lại với nhau. Đúng không các bạn? Ý thức của các bạn phải hướng tới cái việc có tiền để giúp đỡ gia đình, có tiền để giúp đỡ người khác, có tiền để tự nuôi sống bản thân, có tiền để không tạo gánh nặng ở xã hội, có tiền để tạo giá trị. Lúc này thằng tiềm thức nó hỗ trợ các bạn. Và bạn tác động vào tiềm thức theo cách đó, thông qua cái cửa hòa hợp giữa ý thức và tiềm thức. Mọi người hiểu không? Được chưa? Alright. Hiểu không các bạn? Thì cái này nó mới gọi là hai trong một cơ. Còn tác động vào tiềm thức không, nó không đủ. Nó không đủ, nó chỉ nhanh nhưng nó không đủ. Nên rất nhiều các trường phái sửa chữa lành, nhưng mà chữa lành theo kiểu tiềm thức. Tôi không biết là các bạn có được chữa lành hay không, nhưng khả năng bạn lặp lại cái hành vi đó và cái tổn thương đó rất cao, là vì nó không được nhận thức ở dạng awareness, ở tầng ý thức mình hiểu tại sao nó sai và cái bài học từ đó là cái gì. Các bạn có hiểu, mọi người hiểu chưa? Nên ý thức của chúng ta nó cũng hay lắm, nên đừng có đề cao một thứ nào quá, vì cả hai thứ đó nó đều quan trọng. Vì nếu như xách cái tầng ý thức của các bạn đi á, nó chẳng khác gì chúng ta là một con người đang đi nhưng không thể suy nghĩ, thì nó khác gì mấy con ngoài kia đang chạy lông bông, đúng không? Chúng ta đứng trên hai chân được, vỏ não của chúng ta xuất hiện phía sau được, là vì nó hỗ trợ chúng ta trở thành loài người. Nên cái chữ con người nó phải có cả hai, đúng không? Con cũng vẫn phải có mà người cũng vẫn phải có. Chứ bây giờ tách một phần nào đi nó cũng mệt lắm, chứ đâu có đủ rồi đâu. Nha. Ok, hiểu. 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 Được không các bạn? Nên mình đi về phía cân bằng hai trong một. Alright, được chưa? Nhất thể hòa hợp. Rồi một cái nữa. Bên ngoài nhất thể hòa hợp. Bên ngoài nhất thể hòa hợp đó chính là sao? Đó là bạn hay bị vướng vào một thứ người ta gọi là mâu thuẫn nội tâm. Bạn biết cái mâu với cái thuẫn không? Mâu với cái thuẫn đó, cái chữ đó người ta gọi là mâu và thuẫn. Được không? Mâu á, là cái cây xà mâu á, được không các bạn? Cây nó có cái lỗ, nó có cái đầu nhọn nó đâm chọt chọt, thuẫn là cái khiên tre, là được không bạn? Nên là mâu thuẫn với nhau, là đứa cầm khiên đứa cầm thuẫn đó. Nên khi Nguyễn nhớ cái câu chuyện ngày xưa, câu chuyện Ngụ Ngôn, một cái anh chàng đi bán mâu và thuẫn, anh ta gào lên: mâu của tôi vô cùng nhọn, vô cùng sắc bén, có thể đâm vỡ bất kỳ cái thuẫn nào. Xong chút xíu cái anh lại cầm cái thuẫn của anh lên, anh gào lên: thuẫn của tôi vô cùng cứng cáp, có thể chặn đứng bất kỳ cái mâu nào. Thế thì Thái đi ngang qua, thì Thái hỏi: ủa vậy anh ơi, vậy cái mâu với cái thuẫn của anh hàng nào xịn hơn? Bây giờ giả sử mà lấy cái mâu đâm vào cái thuẫn của anh ấy, thì nó có, thì cái nào lủng hay là cái mâu sẽ gãy? Được chưa? Và từ lúc đó trở đi cái khái niệm mâu thuẫn nó xảy ra, của sự lựa chọn một trong hai. Nhưng mà rõ ràng một chiến binh người ta cần cả mâu cần cả thuẫn, đúng không các bạn? Đúng không? Đúng chưa? Và tốt nhất là cả hai thứ đó đều xịn. Right. Vậy thì cái sự lựa chọn ở ngoài các bạn nó cũng y chang như vậy. Tự nhiên hỏi Kim Nguyễn là: ồ bây giờ anh muốn giàu có hay muốn hạnh phúc, có liên quan gì? Mà cái câu hỏi của chúng ta là có cách gì để vừa giàu có mà vừa hạnh phúc không? Xong tự nhiên hỏi Kim Nguyễn là: thầy ơi, thầy muốn cuộc sống thịnh vượng hay cuộc sống bình an? Mày quên lời chúc Tết rồi. Ủa, phải vừa thịnh vượng mà phải vừa bình an chứ.
Đúng không? Vậy con đường nào giúp chúng ta đạt được cái điều này? Nên các bạn có để ý là rắc rối nó xảy ra khi chúng ta có quá nhiều một thứ mà lại quá ít một thứ khác không? Ví dụ giáo viên, một nghề vô cùng cao quý, một nghề kiến thức, một cái nghề rất cần cho nhân loại. Về bản chất ý nghĩa của nghề vô cùng tuyệt vời. Và sẽ đạt được đỉnh cao trong cái nghề đó. Nếu đi theo ý nghĩa của nó, nhưng mà nó ác một cái là nó không thịnh vượng. Mà muốn có thịnh vượng nó phải có một vài thứ, đúng chứ, nó ác ở cái chỗ đó. Thế là vẫn cảm thấy là làm việc có ý nghĩa, tức là cái sứ mệnh thì không thành vấn đề, nhưng mà cái nghề nghiệp tạo ra thì nó có vấn đề. Nên bằng một cách nào đó tối về vẫn trùm mền khóc thôi, được không? Ngược lại, một anh quá giỏi, anh ta kinh doanh quá tuyệt vời, quá giàu có, quá nhiều tiền, thua thì thay chú. Nhưng mà cái công việc nó lại không mang lại ý nghĩa. Thì tối anh đang ngủ trên cái đống tiền đó, chân nó không thẳng, nó cứ cong cong như con tôm. Là vì sợ mất, không biết mất lúc nào, mà cảm thấy công việc mình nó không có ý nghĩa. Nhưng mà rõ ràng, các bạn để ý này, chúng ta vẫn có thể tồn tại trên đời những cái việc nó làm cho các bạn cả hai, đúng không? Am I right? Còn không, chí ít các bạn được phép làm hai cái nghề cùng một lúc, đúng không? Đúng chưa? Các bạn làm được cả hai thứ cùng một lúc. Nên là Kim Nguyễn đi dạy, chia sẻ, được không các bạn? Đi chạy chia sẻ như là một giảng viên đại học được. Nhiều lúc không cần tiền, ok luôn, từ dạy buổi sáng có tiền đâu mà. Đúng không các bạn? Right. Nhưng mà vẫn có cái cách kiếm tiền vào buổi tối, hoặc là bản thân nó đang gieo một thứ gì đó để kiếm tiền trong cái cổng cái xe của mình. Right. Và chúng ta vẫn có thể xây trường được mà, em Nguyễn vẫn có thể xây trường được mà, để tạo cái sự học cho mấy đứa nhỏ, các bạn hiểu không? Nên chỗ này chúng ta sẽ tìm ra cái cách thứ ba để đạt được cả hai hoặc cả ba. Vậy thì tư duy hai trong một có nghĩa rằng có nhiều lúc các bạn chọn cả hai, có nhiều lúc các bạn chọn trước sau, tức là không nhất thiết là lúc nào cũng chỉ cực đoan một phía. Nên giữa cái công việc là gì, giữa cái câu nói, giữa cái việc là hãy làm việc yêu thích hay làm việc có nhiều tiền, what the hell, xét tình huống hiện tại của bạn. Nếu bạn đang có nhiều tiền thì cứ việc làm công việc yêu thích vì bạn có vật kia của cuộc sống này, đúng không? Nhưng bạn đang không có tiền thì chọn việc nhiều tiền trước để lấy cái tiền đó đầu tư sang cái việc mình yêu thích, cho đến khi cái việc yêu thích của các bạn nó có tiền, đúng không? Thì các bạn chuyển sẵn qua, hoặc các bạn làm trước trước sau, trên trong trên ngoài, đâu có làm sao đâu, nó có nhiều chiến lược lắm, người ta gọi là chiến lược thứ ba, được không? Mà cách làm thứ ba để có được cả hai, hoặc là các bạn vẫn thích vừa nhiều tiền mà vừa yêu thích, ủa làm cả hai thì chẳng sao cả, hoặc các bạn lựa một cái công việc thứ ba mà cả hai cái điều này đều đạt được. Và có nhiều cô gái á, cái sở thích, cái đam mê của cổ không phải là gì cả, đam mê của cổ là nuôi con đó các bạn, về nhìn con là thấy vui, cổ làm công việc có tiền, cầm cái tiền đó về nuôi con thấy nó vui, mà một lúc nào đó cổ mở luôn cái nhà trẻ cũng được, giống như vợ thì thay. Được chưa? Thế là vừa làm việc với các con vừa có tiền, có làm sao đâu. Thế là người ta vừa hạnh phúc vừa vui thì bắt bớ gì. Nên là thầy Thái á, đi đây đi đó, chứ còn khi Nguyễn qua nhà thầy Thái á, là cái giang sơn của cô Quyên á, của cô Uyên, xin lỗi, giang sơn của cô Uyên á, là cái phòng của cổ. Các bạn biết không, cổ không thích đi đâu cả, cổ không thích đi đâu hết trơn á, vì một phần thứ nhất là cái con hẻm đó là thường là của cổ hết rồi, với lại cổ không thích đi đâu hết vì ngay cái chỗ đó cổ được làm cái công việc mình yêu thích, mà nó vẫn vừa tạo ra giá trị mà lại vừa có khả năng làm sao tạo ra lợi nhuận nữa cơ, đúng không các bạn? Right.
Nên là cổ là một hơi vừa hiệu trưởng vừa chủ trường. Cổ thích mà. Còn bình thường theo như tiết lộ của một ai đó không có tóc trong cái phòng này thì rất ít các trường mà vừa là chủ trường mà lại vừa là hiệu trưởng. Nó rất khó vì nó rất mệt, đúng không các bạn? Nhưng mà nếu như cái điều đó mà làm cho người ta hạnh phúc, chọn cả hai đi, mắc mớ phải nghe lời đứa nào, được không? Rồi cái câu chuyện suy nghĩ cũng vậy, chúng ta đề cao suy nghĩ tích cực, đúng, không có gì sai cả. Nhưng chúng ta trong cái trường hợp nào là cái trường hợp á, mà các bạn á suy nghĩ tiêu cực quá nhiều thì các bạn cần cái thằng tích cực để nó ba lên lại, để nó tạo ra một sự lựa chọn thông minh trong phía cân bằng, được không các bạn? Chứ không phải là cái việc mà lúc nào cũng cho mình là tích cực rồi nhìn thấy mọi thứ nó màu hồng. Vì cái tích cực quá nó gây cho các bạn một cái bệnh đó, người ta gọi là possibly toxic, tức là sao? Cái độc chất của, tức là một cái chất độc của cái việc tự tin, tức là cái việc mà tích cực thái quá. Vì tích cực thái quá nó làm giảm một cái năng lực nguy hiểm của các bạn, đó là năng lực quản trị rủi ro. Cái người người ta đụng vào tiêu cực để người ta thấy được cái rủi ro của nó để người ta tránh, nhưng người ta thấy được cái tích cực để người ta hướng theo, để cho cái tâm hồn của mình cho nó thoải mái, chứ không phải chơi cái kiểu là tích cực quá rồi nó sinh chuyện cho coi. Nên bạn có nhớ một cái câu nói của một cái vị bác sĩ mà người ta định nghĩa rất là hay, cái gì được định nghĩa là chất độc? Chất độc khi có một thứ gì đó thừa mứa. Bất kỳ cái gì tốt cho cơ thể của các bạn nó đều mà nằm trong cái ngưỡng người ta gọi là ngưỡng vừa phải và gọi là ngưỡng vừa đủ. Còn cái gì mà nó lố quá thế nào nó cũng sinh ra độc thôi à. Đúng không? Ví dụ như protein, acid amin đó, tức là mấy cái các bạn ăn như là đạm đó, ăn đạm vào trong người nó tốt cho các bạn trong một liều lượng vừa đủ thì nó tạo cơ, tạo nó là tạo cơ cho các bạn. Nhưng chuyện gì xảy ra khi bạn ăn lố? Hút. Đúng không? Hút. Đúng không? Còn trong lượng vừa đủ thì nó tốt. Đúng không? Toxic cũng vậy. Ví dụ như Bostock. Bostock là một trong những cái chất độc nguy hiểm nhất hành tinh này. Chỉ cần 10 gram thôi nó cho cả 6,5 tỷ người của chúng ta, 7,5 tỷ người trên cái đất này lên đường luôn. Bostock á. Ừ. Nhưng mà trong một liều lượng vừa đủ, các cô gái á, dùng Bostock để gì? Để giao cho da mặt nó căng ra này. Được không các bạn? Đấy. Nên là cái người mà người ta nghĩ được cái sự lựa chọn thứ ba nó quan trọng lắm. Được không các bạn? Cũng y như nếu như cái cách con mắt của chúng ta nhìn một thứ nào đó là rác, thì sẽ có cái người có một năng lực, có một sự lựa chọn thứ ba. Người ta nhìn đâu không phải rác, người ta nhìn thấy tiền. Và người ta sẽ biến rác thành tiền. Và bây giờ tái chế đó các bạn, kinh hồn lắm nha. Ví dụ như năng lượng xanh đó, rất tuyệt vời. Alright. Nên là hai trong một, lựa chọn cái gì về phía cân bằng. Cả lũ cùng có lợi, chứ không phải là win-win chỉ có tôi và anh đâu. Chúng ta cùng có lợi. Nha. Alright. Được chưa? Vậy thì cái câu nói là nhất thể hòa hợp, các bạn hiểu không? Nên để làm được cái nhất thể hòa hợp thì thứ nhất nó có ba cái điều kiện: nhìn xa, nhìn sâu và nhìn rộng, và tự hỏi mình liệu có sự lựa chọn nào nữa hay không, còn có cách nào nữa hay không, để chúng ta tìm ra một cái cách thứ ba của tiến thoái lưỡng nan. Nó giống như cái câu chuyện của chú Tiểu á. Chú, ông sư phụ hỏi chú Tiểu dã man lắm: con ơi, phía trước của con đi cũng không được mà phía sau của con đi cũng không được, thế con đi đường nào? Được không? May quá chú Tiểu có nghe vào buổi sáng, vào lúc 4 rưỡi sáng ngày hôm nay chú Tiểu chọn: dạ con bước sang bên cạnh con đi, đúng không? Đúng chưa? Ok. Vậy nếu mà tới đây thì các bạn có thấy là mình vẫn có thể tạo ra sự lựa chọn thứ ba mà, đúng không? Nhọc công chút xíu. Alright. Nhìn xa, nhìn sâu và nhìn rộng. Tại vì chúng ta nhìn xa thì chúng ta sẽ thấy rằng
là đôi lúc các bạn sẽ phải làm cái thứ gì đó ưu tiên. Nó dùng từ là ưu tiên nha, chứ không phải nhất định phải làm. Bạn ưu tiên cái đó trước, nhưng mình ưu tiên thì cái thằng kia thứ gì, tức là trước sau, chứ không phải là chơi theo kiểu lựa chọn này thì bỏ thứ kia. No, nhìn xa và nhìn rộng, được không các bạn? Được chưa? Nó giống như một cái cô gái thôi, cô lúc nào cũng mấy cái cô phụ nữ á, là khi mà cô có con á, thế nào cũng sẽ hỏi vài câu mang tính chất mâu thuẫn nội tâm. Anh ơi, hỏi dụ gì? Em không biết là mình nên dành thời gian nhiều cho con hay là mình nên dành thời gian để đi làm sự nghiệp gì anh? Mấy cô gái thế nào cũng dính vô cái đó, mệt ghê. Được không các bạn? Cái tôi mới hỏi cổ, ok rồi, trước khi em lựa chọn cho hỏi, thế chồng có giàu không? Nên kêu chồng giàu, giàu thì nhà chăm con đi.